Xin kính chào quý vị và xin kính chào các bạn Tôi là Phùng Ngọc Tĩnh và hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2020 uhm, Tôi xin mượn cái hình ảnh ẩn dụ của cái, cái bức ảnh này để nói về các bạn biết rồi, tôi cái chủ đề của tôi nói thì không có gì khác ngoài đồ cổ cả. Và vì vậy mà tôi hôm nay tôi xin được nói về cái những cái bài học từ thứ thất bại trong cái sưu tầm đồ cổ. Và cụ thể ở đây hôm nay tôi xin được hầu chuyện, được thảo luận với tất cả quý vị một cái ấm Sena Đông. Thì trước tiên tôi sẽ đưa cái hình ảnh chụp tức là ở bốn giác độ khác nhau của cái ấm này cái ấm này thì sau đây tôi sẽ xin được giới thiệu về cái nguồn gốc và cái quá trình mà tôi đã từng trao đổi với các bác trên Facebook về cái ấm này như thế nào. Ê, trước tiên đây mời các bác chúng ta cùng nhìn một cái mặt. Thì cũng phải nói với các bác là cái có lẽ tôi mua cái này khoảng hơn một năm nay rồi. Và khi mà tôi giới thiệu ở trên trên Facebook, chính cái trang trang Facebook của hội cổ vật này này thì đã có rất nhiều bác mà có thể nói là có tương đối là máu mặt và có những cái tiếng nói tương đối là trọng lượng mà có uy tín ở trong trên trên trang Facebook này thì hầu hết có một cái điểm mẫu số chung là các bác đều nhận định đây là đồ tống nguyên Và cũng kể từ đó đến nay Nó nằm ở trong tủ của tôi Và tôi luôn tự hào về nó Và tôi cũng nghĩ nó là đồ tống nguyên Và cho đến dần 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 Thì bắt đầu có những hoài nghi nhất định Và những hoài nghi đấy Và dẫn đến cái kết luận như thế nào Thì đây chính là tôi đang cho đổi với các bác Mà trước tiên thì tôi xin nói với các bác Đó chính là Cái quá trình tôi sở hữu nó như thế nào Rất là thú vị các bạn khi mà tôi đến tôi mua của một cái bà già người úc bà ở ở phía bắc của cái thờ, cái cái thành phố sydney của nước úc ấy. tôi mua hai cái một cái 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 chén và một cái cái đĩa đĩa trà à, cái đĩa và cái chén chén trà của cái bà này cái cái bộ này nó thuộc về cái con tàu đắm có tên là nanking cargo do cái thuyền trưởng có tên là hachi um, Hatcher đã tìm ra và con tàu này được xác định và đắm vào năm 1752 tức là đời Cà Long tầm sắp xỉ giữa đời Cà Long thì tôi có nhìn thấy cái 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 ấm này ở trên trên mặt bàn của nhà bà và tôi cứ hỏi bà là trong đầu tôi cũng đã nghĩ đến là chắc chắn là đời đời Tống Nguyên à thì tôi cứ hỏi là bà có bán không mà nếu bán thì giá bao nhiêu thì bà nói là tôi tặng anh tức là cho không có Ô, tôi cũng rất là giật mình và trong đầu tôi đang nghĩ tới là cái phương án là tôi sẽ mặc cả khoảng 300 đô. Thế và tôi được tặng không. Nhưng mà điều đáng nói là tôi đang rất là tự hào và tôi đang rất là hài lòng. Thì càng dần 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 thì tôi càng phát hiện ra những cái nét không bình thường của cái ấm này. Và tôi xin được hầu chuyện các bác. Và trước khi để nói về cái này thì <laughs> cũng rất là lạ phải không các bác? Thông thường thì theo quy luật thì mọi người thì cứ một phần lớn là ít người dám thừa nhận mình sai thứ hai nữa là khi đã cảm thấy người khác người ta góp ý cho thì vẫn cái tâm lý chung là hay cố sống cố chết để cãi và tìm mọi cách để tự thuyết phục là đồ của mình là đồ chuẩn cổ chuẩn thời phải không ạ nhưng tôi tôi làm ngược lại tôi dám thừa nhận cái sai của mình và như vậy tôi cứ tự coi là tôi đã vượt lên trên chính mình đó. hơn khối người phải không các bác? và bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi trở lại trở lại với chủ đề chính đó là chính là cái ấm này mời các bác cùng ra tham khảo đây nhá tất cả góc độ này đường các đường dạng này cốt này cái nắp này quai này vòi này các cái góc độ ánh sáng này và đây là một cái uh, phía đối diện của nó còn đây là cái chụp cái cái phần phía quay các đường dạng nhìn rất rõ phải không ạ nắp ấm đây bây giờ thì tôi bắt đầu nghiên cứu các bác tôi chưa nói vội, vội quan điểm mà tôi bắt đầu tôi đi phân tích trên hình các bác đang nhìn thấy đó chính là một cái cái đĩa được xác định chính xác vào đời nhà tống và đây là được ám họa hoa sen cái, cái cái họa tiết khá đặc trưng của cái đời nhà Tống. Mời các bác cùng nhìn nào, tất cả các yếu tố. Thì các bác nhận ra một cái điểm gì nào? Thứ nhất là cái nước men ở đây này. Men của nó nó có độ thẳm, độ trong, độ bóng. Và cái độ ngả màu của thời gian. Các bác hãy nhìn thật kỹ giúp bọn tôi. Và đặc biệt nhất là các đường dạng các đường dạng ở đây các bác nhận thấy điều gì nào? nó có những cái đường độ sâu của đường dạng và các cái lớp màu 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 màu, màu nâu màu đỏ đỏ của ten dỉ sắt ở phía trong ngầm phía trong nó rất là tự nhiên uyển chuyển và cái nét cái cái nét biến đổi về qua quá trình sử dụng và qua quá trình biến đổi chất của một cái đồ vật hàng ngàn năm nó mới được ra được những cái lớp dạng tự nhiên như thế này và ngược lại bây giờ các bác hãy nhìn thì kỹ cái lớp dạng bên này nó khá là nông và nó khá là thô các cái cái bác nhìn cái 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 đường dạng ở bên này cộng thêm cái men các bác thấy này, này các bác nhìn thấy các hiệu ứng ánh sáng các bác cùng nhìn nhé chúng ta sẽ thấy là đây cái có cái độ ngả màu độ bóng 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 màu thời gian và ngược lại bên này các bác thấy nó nhận ra một cái điều gì nó có độ chưa lì và non đồ hơn nó độ trơ lì và non đồ hơn đây tôi nhắc lại bây giờ tôi đã nói về cái nước men và đường dạng ta so sánh hai cái này các bác hãy nhìn thật kỹ rồi giúp cho tôi và ta sẽ phân biệt được Đấy, các đường dạng cái nào nó hằn sâu thật sự của đường dạng và cái nét đấy các bác cùng nhìn thấy này tất cả các yếu tố đấy, ngược lại bên này đường dạng của nó khá là thô và nông và không phản ánh được cái độ tự nhiên của thời gian qua các đường dạng của cái đồ men ngọc sâu tuổi tiếp theo ở đây mời các bác cùng nhìn một cái giác độ cận cảnh hơn ở góc độ tôi chụp gần như là ở, ở, điều kiện ngoài trời trong điều kiện ánh sáng mặt trời nhưng mà hôm đó không phải nắng chói chang đâu mà trong cái điều kiện đấy các bác lại nhìn rất rõ hơn đấy các cái đường đường dạng ở đây đấy, nhìn nó không được cái độ hằn sâu như cái 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 đĩa vừa rồi của chuẩn đồ đồ tống đấy các bác nhìn kỹ nhé đây các bác cùng nhìn đây đấy, cái hiệu ứng ánh sáng qua trên men này các bác sẽ thấy là cái nước men nó không phải độ ngả màu bóng nhưng không phải bóng kiểu bóng sâu tuổi. Và đây mời các bác cùng nhìn tiếp là hình ảnh cái cái chôn đế của nó. Đây các bác hãy cùng nhìn thật kỹ. Đó là gì? Ở đây nó có một cái đường. Thông thường nó là một cái lớp, lớp tem gì sắt màu ánh kim, màu đỏ. Rất tự nhiên, nhưng ở cái này rồi. cậu đây này các bác cùng nhìn này, nó không tự nhiên cộng thêm cái cốt ở đây các bác nhận thấy cái màu là gì? lát nữa tôi sẽ phân tích tiếp Đó. để đỡ mất thời gian mời các bác ta hãy quan sát đã, tôi sẽ không cần mất nhiều thời gian tôi phân tích cái này. tí nữa tôi sẽ quay trở lại cái hình này và bây giờ đây là một cái 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 uh... đĩa tiếng anh nó gọi là twin fish cái đĩa men men ngọc đây đời nhà tống, và cụ thể là đời nam tống. để mời các bác hãy cùng nhìn nào đây là có hai con cá ở trong lòng gọi thuyền fish và đây là mặt sau trôn cốt này đây là mặt chụp trực diện Đó, ở trong tư thế đứng của cái 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 đĩa này Đấy, các bác hãy nhìn thấy là cái nước men của nó là cái độ mịn độ thẳm độ bóng độ ngả màu tất cả các yếu tố mà bây giờ tất cả những cái đồ giả và đồ mới sau này nó không thể toát lên được cái nước men như thế này nữa đó. Nếu cái nước men nó gần đạt như này Nhưng nó vẫn toát lên cái độ tươi mới Mà nó không có cái độ ngả màu Mặc dù màu sắc và độ mịn Ta nhìn nó cảm giác nó gần giống nhau Đó. Thế thì ở đây Cụ thể là cái 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 phần mặt sau đây Các bác cùng nhìn nào Các cái độ thẳm này Độ phản quang của ánh sáng này Các bác nhìn này Các cái, các cái lớp này, bóng ngả màu thời gian và Đấy, cái màu cốt rất là tự nhiên đấy, màu kim loại này. Đấy. Giờ đây Cái hình phóng to hơn Của cái chôn cốt đấy Các bác thấy là màu sắc này, cốt Rất tự nhiên, tem dỉ sắt này Các cái, các cái mịn ở đây Các cái ánh sáng của nó Độ thẳm, này, độ biến đổi màu Những chỗ ở à, Cái thường thường, cái thời kỳ này người ta phủ men dày Khá nhiều lớp men Cho nên là nó có cái độ thẳm Càng nhìn càng thấy đẹp phải không các bác Thế thì quay trở lại đây đấy các bác cùng nhìn. Cũng giống như đồ 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 xanh trắng đồ men lam ấy. Đồ sâu tuổi và đồ mới, hai cái đồ nó bóng nhưng bóng không bao giờ giống nhau. Ở đây vậy, cái đồ này cái nước men của nó các bác nhìn xem, cái độ bóng của nó nó khác, nó không giống bên bên này. Hay ta nói khác là nhìn nó có cái độ chơi chơi lì lì hơn và đến đây các bác nhìn sẽ bắt đầu tôi sẽ bắt đầu tôi nói về đến cái cốt cái cốt này ở đây các bác nhận ra sao nó không phải là cái màu tự nhiên của tem chỉ sắt mà một cái màu của một cái lớp bôi bên ngoài các bác nhìn rất kỹ và ta nhìn thấy cái lớp cốt bên trong của nó nữa không 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 phải là cái cốt tự nhiên của đời nhà tống các bác nhìn thật nhiều cái cốt đời nhà tống nhà nguyên các bác hãy nhận ra cái này nó không phải là cốt thật Và một lần nữa các bác nhìn ở góc độ này Các bác sẽ thấy cái này. này Cái đường dạng này không, tôi không nhắc lại Tôi đã phân tích ở trên Tương tự như vậy Ở góc độ chụp này Thì các bác nhìn thấy này cái lớp ten dỉ sắt của nó đây này Màu sắc của nó rất tự nhiên Ngược lại đây Mà tôi đã thành dùng đến cả kính lúp tôi nhìn Các bác nhìn thấy đây không phải là một cái lớp Ten dỉ sắt tự nhiên Mà là một cái, một cái chất gì đó tôi chưa nói được thành lời. Vậy ở đây các bác hình dung như này. Ta nhìn thấy này, các cái lớp, đây, đây không phải là lớp ten gì sát tự nhiên, mà đây là những cái lớp bôi bẩn. Đấy tôi nhắc lại một lần nữa. Còn ở đây màu sắc của nó rất tự nhiên. Đấy các bác nhìn thấy chưa, cái ánh sáng của nó độ men này. Đấy, nó thẳm, nó mịn, nó bóng. Dưới góc độ ánh sáng đây này. Các bác cùng nhìn đây này. Đấy, nước. Đấy, có thể nói là cái độ độ men ngọc của nó trông đúng như ngọc đấy. và người ta nói tại sao nó gọi là men ngọc đấy nó đẹp đến mức độ như thế đấy tất cả những cái cánh hoa sen và những cái lớp đấy ta thấy là độ dày độ mỏng thể hiện ở trên, trên các cái đường ám họa theo cái độ dày mỏng của men và ta nhìn ra những cái hiệu ứng ánh sáng và cái lớp men của nó rất là uyển chuyển và kỳ diệu phải không các bác đấy. và ngược lại đương nhiên cái này nó không đạt được cái lớp men như vậy và các cái lớp đây là cái lớp giả tạo, kể cả phía cốt cũng vậy. Một lần nữa các bác hãy minh họa thêm. Tôi hôm nay tôi cố gắng tôi dùng nhiều những cái kiểu men và kiểu cấu trúc khác nhau của đồ đầy tống. Và đây cũng lại là một cái đồ đầy nam tống nữa. Đấy, các bác cùng nhìn sẽ nhận ra đây là gì nào. Ừ, cái độ ngả màu này, độ bóng, độ thẳm này. Đấy, các bác cùng nhìn đây. Đấy, qua cái vòi này qua các phần về đi, đi từ men này và đến độ thẳm độ biến đổi màu sắc trong men và những cái đường uh, các cái phần chạm khắc ám họa này, đấy ta sẽ thấy đây và lớp men của nó, đây nhìn này nó biến đổi màu thật là tài tình phải không các bác một cái ấm rất bình thường nhưng càng nhìn kỹ càng thấy đẹp. Bây giờ ta đây là một nửa của cái ấm đấy và ta sẽ so sánh với cái ấm của tôi các bác hãy nhận ra nào nào nước men này và các đường dạng ở đây cái nào nó có độ hằn sâu này độ tự nhiên nó rất rõ và qua nhìn cái vòi này các bác nhìn này đó tôi không nói về cái độ này cái độ 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 lỗi của cái cái này cũng có thể người ta cố tình người ta làm à, như này tôi không muốn nói nhưng tôi muốn nói về cái độ đẳng cấp của men độ ngã màu của thời gian và các đường dạng ở đây, các bác nhìn đây này, giữa hai bên, các bác tự đối chiếu và tự so sánh cho cặp. Ta nhìn thấy ngay vấn đề, cái nào sâu tuổi thật sự, đồ thật, và cái bên cạnh, cái nào là đồ copy, chúng ta sẽ nhận được ra. Tương tự ở đây, tôi có một cái, mà trước đây, đây cái này thuộc sở hữu của tôi, nhưng gần đây tôi tôi mới bán, cách đây khoảng tầm 2 tuần. Nó là một cái thủy trì rất là nhỏ, và lúc đầu tôi xác định nó khoảng thế kỷ 17. Nhưng mà sau đó tôi xác định lại nó chính là đồ đời nhà Nguyên. Trên cơ sở tôi so sánh nó với rất nhiều đồ đời Nguyên và tôi nhận ra nó là đồ nhà Nguyên hoặc rất sớm chớm vào đầu nhà Minh. Tức là nó khoảng thế kỷ 14. Thì ở đây các bác hãy nhận ra này, đấy từ nước men này, đấy, đấy các bác hãy nhìn ra tôi từ... mọi thứ phân tích của tôi nó sẽ trở thành nạp lại mà các bác tự nhận thấy. Và đây chính là món đồ cái thủy chỉ của tôi mà tôi đã khoe trên Facebook vài lần rồi đấy. Đấy, bởi cái cái lại tập trung vào cái chôn cốt của nó. Đây là cái rất chuẩn đồ. Đấy, lại nước men các bác nhìn ra một lần nữa. Đấy, một cái thủy chỉ rất là nhỏ và qua cái phần này ta thấy là nước men người ta tráng không phải là quá dày nhưng cái độ thẩm màu rất rõ. Và đây tôi chụp hai cái này với nhau. Mục đích để các bác nhận ra đây là gì một cái bên là cái cốt tự nhiên cái ten chỉ sắt chuẩn của đồ đời nguyên so với một cái cốt giả tạo đây này các cái ở góc độ chụp này các bác nhận ra những cái lớp bôi bẩn rất là rõ không phải là lớp ten chỉ sắt và đây này những cái lớp đây này tiếp giáp đây cũng vậy ta thấy cũng vậy mặc dù nếu ở góc độ chụp này nhìn cái men của nó cũng khá thuyết phục Đã, các bác các bác chú ý nhưng mà cái cốt của nó rõ rành rành ra đây này. Đấy, lớp tiếp giáp rất là vô duyên và không có đúng màu sắc cái phần này cũng không đúng tương tự như vậy thì đây là một cái bát đường kính khoảng tầm 16 cm mà cũng thuộc sở hữu của tôi và tôi cũng đã mới bán gần đây và đây được xác định chính xác để nguyên, thì đấy là theo cái kinh nghiệm của tôi ừ. ở đây các bác phía đây là phía trong Ừ các cái lớp dạng ở đây cái bát này thì nó cái cái nước men của nó nó không có độ bóng nhưng mà tất cả các kiểu dạng và độ ngả màu của nó đặc biệt các cái yếu tố khác qua rút men vân vân nó cho phép tôi kết luận đây chính là đồ đời nhà nguyên chuẩn và đặc biệt là cái cốt các anh nhìn thấy cái cấu trúc của cái cốt này đây chỗ chỗ này ta nhìn rất rõ bên trong và qua cái lớp mảnh vỡ này và đặc biệt các cái lớp ten dỉ sắt xung quanh như này. Các lớp ten dỉ sắt các bác thấy màu sắc của nó rất tự nhiên của của ten dỉ sắt màu đỏ. Các bác nhận các bác nhận ra chưa? Và cái cốt của nó đanh màu sắc và kết cấu của cốt đúng theo đặc trưng của một, một vài cái dòng đồ này nhà Nguyên. Có cái kiểu cốt này và đường ten dỉ sắt rất tự nhiên. Đấy, tương tự các bác nhìn. Đây cũng là cái phía này. Đấy, các bác thấy nước men này. Đấy màu sắc các cấu trúc của các đường dạng khá là sâu chứ nó không bị nông đó. có mấy kiểu dạng phải không ạ và đây và đây ta tôi, tôi chụp hai cái đồ này gần với nhau đấy các bác hãy nhìn thấy đây cái cốt nào thật cốt nào giả này cốt nào thật này ta so sánh theo cặp ta sẽ nhận ra đó còn đây cũng là một cái cái bát và đây cũng được uh, À, à, theo cấu trúc của hoa sen khá đặc trưng của đồ đời nhà Nam Tống. Đấy, lại một lần nữa các bác thấy này độ thẳm này độ ngả màu của thời gian đấy, của nước men các bác nhìn càng nhìn càng thấy nó kỳ diệu phải không ạ? gần đây đấy độ thẳm này và đến đây cũng lại là một cái lớp Tên chỉ sắt rất tự nhiên đặc trưng của đồ. À, và đây là tái so sánh hai nước men một lần nữa các bác lại nhận ra Đấy, các đường dạng này giữa hai bên nước men hai bên độ ngả màu thời gian của hai bên đấy, ta nhận ra rất rõ và đây đấy, trôn đế đấy, ta tiếp tục lại so sánh đúng như cách tôi phân tích ở trên Ta nhận ra nào, đường dạng này đường dạng này men với men này cốt với cốt và cuối cùng một cái sản phẩm nữa mà tôi muốn so sánh để giới thiệu với các bác đây là một cái bình cao 26 cm hơn 26 cm một chút được xác định là đồ đầy nhóm nguyên ở đây là cái hình phóng to lên của cái 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 cổ bình và cái miệng bình đây bên này các bác nhìn thấy là đấy lại nước men đấy, nước men này độ ngả màu và đây là cái phóng to hơn của cái chôn đế và ở dưới góc độ này các bác lại nhìn thấy một cái cốt tự nhiên này và nước ten thủy sắt đấy. và đây một cái chút này nước men nó biến đổi màu một chút ở phía dưới này và đây có một cái rất là thú vị đó là cái lớp này người ta đổ men và khi quá trình nung ấy nó tạo ra một cái như một cái giọt lụy rất là dày ở cái 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 chỗ 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 này đấy. nhìn cũng, cũng khá là thú vị phải không ạ đấy. và tất cả những yếu tố về men và màu sắc cốt đấy các bác tôi chỉ nhắc lại tôi chỉ đưa lại cái hình thôi và không cần phân tích lại bởi vì nó sẽ lặp lại đấy đây là đồ đầy nguyên các bác nhé. Còn đây là cái chôn đế của nó. Đây các bác nhìn rất rõ, màu sắc tự nhiên. Đúng của cốt. Đó, góc độ phóng to hơn đây, các bác cùng nhìn nhận. Và bây giờ ta so sánh theo cặp, đấy, giữa hai bên và ta sẽ nhận ra. Với tất cả những cái sự so sánh với rất nhiều đồ chuẩn đời tống đầy nguyên. Tôi không biết các bác nghĩ sao. Nhưng dưới góc độ của tôi, tôi đánh giá nó có thể là vào sản được sản xuất vào đầu đời Mao Trạch Đông. Có nghĩa là vào khoảng những năm 1950-1960 của thế kỷ đấy 1950-1960, tức là vào thời kỳ Trung Cộng này. Ừ, các bác, bác sẽ, 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 sẽ thấy Đấy là theo góc độ nhìn của tôi Còn có thể các bác có nghĩa khác Thì mời các bác cho ý kiến còn đấy là theo quan điểm của tôi, uhm, à, đấy là và sẽ còn tiếp, tôi sẽ những bác nào nếu quan tâm thì các bác có thể ủng hộ kênh và có thể sắp và đặc biệt là cho ý kiến Thì nó thể là trao đổi, chúng ta trao đổi kiến thức là chính, bởi vì các biết bác biết rồi cái 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 YouTube của tôi tôi chỉ làm ở đồ cổ, mà cái lĩnh vực này thì nó kén người chơi, đấy và cái thứ hai nữa là uhm, thường thường đồ cổ có thể nó sẽ có rất nhiều những ý kiến tranh cãi khác nhau và vì vậy thì nó cũng là chuyện bình thường thôi đấy là mời các bác chúng ta cho ý kiến và chúng ta học hỏi lẫn nhau Đó. và xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi